Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại là mình đang ở xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi các bạn. Thì hôm nay mình đến đây để tìm hiểu về cuộc sống của anh Hồ Văn Lan. Nhiều người gọi anh là người rừng, là Tạc Giang các bạn. Thì cách đây 5 năm thì anh được gia đình cũng như là chính quyền địa phương dẫn về buôn làng để ở sau 40 năm ở trong rừng. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi lên đây để tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của anh. Có được có thay đổi gì không so với lúc mà anh mới về. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn cùng mình đi vào nhà của anh nhé. Nhà của anh Lan ở trong này đúng không chị? Đây là nhà của anh các bạn. Đó. Chào anh. Đây là anh Hồ Văn Lan. Anh là em ruột của anh chứ? Em ruột hả? Dạ. Thì bữa nay ảnh có đi làm gì hay là ảnh ở nhà vậy anh? Bị tay. Ủa hôm nay anh bị đau gì hả? Sưng đó hả? À tuần nay anh sưng rồi. Trời ảnh quá hề. Ảnh về đây ảnh đi có đi làm gì được không anh hay là ảnh... Đi làm rỗi làm ruộng. Làm ruộng hả? Ruộng rỗi. Dạ làm ruộng làm rẫy. Dạ. Yeah. Giờ là anh về đây anh không có nói tiếng Kinh mà được hả? Anh là cũng bên mình, anh là cũng dân tộc Co hả? Co. Dạ. Anh biết tiếng ăn Co không thôi, biết. Biết tiếng ăn Co không hả? Tiếng Co không, ăn Co không? Dạ. Yeah. Ăn Co mình biết, tiếng khác mình không biết. Dạ. Yeah. Anh đi mua mì tôm, thuốc, anh chỉ. Dạ. Yeah. Tới là anh chỉ cả đó ta. Anh giờ anh biết sử dụng tiền chưa? Anh biết tiền mình chưa anh? Anh biết. Biết rồi hả? Chuyện 5.000, 10.000 biết. Dạ biết rồi. Cái bộ đồ mà người rừng đó giờ anh còn để không? Còn để. Còn đó hả? Yeah. Có thể là cho em xuống em xem thử được cái bộ đồ. Dạ. Dạ em cho phát. Dạ. Cho em xem cái bộ đồ còn rừng này. Cho hết trong già. Già mắt cho hết. Dạ. Với lại cho em xem mấy cái đồ nghề nữa thử em nha. Chia sẻ luôn cho bà con cùng xem. Đây là cái bộ đồ mà anh đi làm rẫy đó. Dạ, cái búa hả? Cái búa hả? Dạ. Chụp nó nặng dữ này. Cái búa này là... Dạ. Đó, đồ nghề của anh làm rẫy á. Cái ca này là ca một nước hả? Nó phòm hả? Dạ. Nó phòm, nó canh. Dạ. Này bằng sắt nặng dữ hả? Cái này là làm khống hả? Khống thêm khống gió đó. À. Khống bà cha mình cho em. À cúng bà hả? À dạ. À, cúng ông bà mà có cái lễ gì hả? À. Không thể. Không bao nhiêu đưa hết trong già. Bữa đó đó còn ai là cho lên. Tại nào tôi kêu tao nào tôi kêu tao chú giáo mình đi không? Lấy bộ đồ luôn à? Tội ảnh thiệt ạ. Đây là cái bộ đồ của anh đây. Cái này là gì đây anh? Quán rồi. cái ố của anh đây. Cái này là nói anh mặc vô thử cho mình được không? Cái áo này làm bằng từ bằng vỏ cây hả anh hả? Vỏ cây. Yeah.
Anh về đây anh có hay đi chơi là đi dạo bà con buôn làng ở xóm này không anh? Cái giỏ này là chắc hồi xưa là ở trên trên núi là ở đây. Đang chắc quá thì này là đang bằng may hả? Nào. Nhìn chắc hay. Cái tay ảnh hình như bị ong cắn hay là gì á anh hả? Tại tự nhiên sân mà. Hả? Tự nhiên sân. Tự nhiên nó sân vậy hả? Còn cái này là cái quần quá hả? Quần. À cái quần này. Quán gì này? Quán gì đó hả? À. Rồi anh đang chặt củi đây. Thôi. Dễ thương quá. Bây giờ anh đang đi dạo mấy nhà hàng xóm các bạn, nhà trong buôn làng của anh đây. À, giờ đi dạo rồi đi chơi đấy. Như các bạn biết thì sau 40 năm ở trong rừng thì đến đây là anh đã về làng được 5 năm rồi. Thì bố của anh là mất, trước xưa là anh ở với bố trong rừng, nhưng mà bố của anh hiện tại là đã mất từ cuối năm 2017 rồi các bạn. Dạ. Không hút thuốc hả? Ăn cao. À, ăn trầu, ăn cao thôi. Ăn cao như thế này. Dạ. Dạ. À, đi đám giỗ thì mời vô ăn bình thường rồi đó. Ừ. Dạ. Ăn thì chắc cũng bình thường, giống như là mình đâu bác hiền. Ờ, ăn uống cũng như mình nè. Dạ. Mà rượu bia không biết uống. À, anh không biết uống rượu bia hả? Không có. Dạ. Thì pha nước chè uống thôi thôi. À, nước chè thì uống được. Chè núi á, chè. Dạ, chè núi. Dạ. Không dạ, được cái lúc uống chứ đi nay nào mà có một coi vô một chai một gì ra chia với nhau nó không uống. Dạ. Rồi, con cảm ơn bác nha. Dạ. Rồi chúc bác sức khỏe đi. Dạ. Ở đây là đi chơi cái này ở đâu nè? Thành Hóa. À Thành Hóa. Đây. Hôm nay là ảnh bị đau tay này chắc không đi làm được anh. Sao? Đau một tuần nay rồi hả? Có đi khóm gì chưa anh? Có đi khóm bệnh hay là gì chưa? Có chưa. Sợ một gạn. Mà đi bệnh viện có sao không anh? Gần đây. Gần đây có hả? Hơn 15 phút đi xe. Dạ, hơn 15 phút đi xe. Hồi trước giờ về là ảnh là sức khỏe anh vẫn tốt đúng không? Anh kẹt tiền bệnh viện lắm. Ít đa hả? Dạ. Hỏi ảnh thư có thích có vợ không? À, con gặp gì? Mình có thấy con gặp gì?
nâng cà rát này. La này tao giỏi, tao chạy khỏi ổn. Anh đang già là không phải ổn. Già là không có ai ân hả? À, anh này nói là anh có thích lấy vợ không mà nói giờ già không có ai ân. Ở đây là ăn uống thì anh vẫn ăn, với lại mình bình thường ăn có gì ấn món gì hay là anh cũng ăn bình thường giống mình, ăn bình thường như mình. Có gì ăn cái đó. Dạ, có gì ăn đó hả? Chắc dễ ăn hả? Dạ. Anh ít nói thôi. Ít nói. Dạ. Anh có khi nào anh đi ra đó chắc anh có đi mua đồ rồi chứ? Đi mua mì to, mì thuốc. À. To trong chỉ hả? Dạ. Chỉ là mua ở đó, đó hả? Ta bán. Dạ. Ăn trầu ảnh là ăn trầu thấy... Ăn khiếp lắm. Dạ. Ăn trầu hả? Dạ. Dạ. Chị ăn, nhài mấy cả ngày. Dạ. À, là không giống mình? Không, giống mình. Anh đi làm công ty đâu có được. À. Anh cho làm. Dạ. Yeah. Làm xí ngòn, xí ngòn. Dạ. Bữa đi làm một ngày với xong tan á. Dạ. Không cho làm nữa. Không cho làm nữa hả? Anh thích làm, thích nghỉ hả? Chứ không có... Chị làm xí đầu nghỉ, ngày đầu câu á. Dạ. Xí làm ngày đó, xí ngày đó. Anh không cho làm. Dạ. Yeah. Chị làm nấu rồi, thích thì làm. Thì mẹ thì nghỉ. Thích thì làm, mẹ thì nghỉ thôi. Thấy anh làm tên đâu được. Yeah. Vừa đi làm món quán không đâu được. Yeah. Làm nhà thêm thì leo tên cao, làm không thêm thì xuống nhà cho cao. Yeah. Mà đâu cho làm. Không cho làm à? Yeah. Anh làm khác với mình khác. Yeah. Mình đi làm... Làm mấy, uống vô mấy thì nghỉ. Yeah. Anh không có. Yeah. Thích làm, thích nghỉ thôi. Thích thì làm. Dạ. Ảnh chưa nghe nói sợ trâu, sợ bò, bây giờ còn sợ không? Sợ biết hả? Bây giờ cũng sợ hả? Anh chăn bò nó có dám. À, không dám chăn bò hả? Dạ. Hỏi cái tay ảnh có đau không hả? Hồi dưới tay, ta anh bị cho. Hồi gì? Không hạt, cái này hạt. Bị sưng hả? Sưng gì khớp? Sưng. À. Trong tập cảm sao công dân chắc cái này anh chở đi bệnh viện đi chụp phim thử sao chứ. À, mai xuống đó hả? Mai xuống bệnh viện. À, mai xuống bệnh viện chụp phim lại thử. Ừ. Bị sưng chắc là làm gì bung răng rồi hả? À, anh đâu có biết. À, không biết hả? Nó còn là tự sông rồi. À, anh nó về tự bị hả? À. À. Bị cái này từng rồi đó hả? Dùng ép lè. Ông này không gì? Ông gì? Ừ. Nó bị hai ngón hả? Anh nè, đứng này. À. Anh bôi gì lên hả? Mặt gà. Mặt gà. Mặt gà. À. Biết cái đâu? Dạ không. Chắc có gác là bây giờ. À, anh bôi cái này hả? Thường thường ở trong đó là anh đau là anh bôi cái này vô. Bôi cái này hả? Cái này là nghệ hả? Một gà. À. À. Đại gà hả? Nghệ. Ở trên nó dùng cái này xoa hết trong hết đau là xoa. Dạ. Yeah. Đau là xoa cái này hết. Anh con này không khí, không gì. Không khí, chúng ta phải đánh cái đi. Anh nói sao anh? Anh đạp chỗ này. À, anh đạp chỗ đó hả? Hai ngón.
Thì sau khi anh về buôn làng 5 năm rồi, nhưng mà hiện tại cuộc sống của anh cũng rất là khó khăn các bạn. Nếu mà các bạn có lòng giúp đỡ hộ tâm thì có thể hỗ trợ giúp cho anh. Thì đây là anh ruột, em ruột của anh đây. Yeah. Anh có thể cho em xin số điện thoại anh đọc luôn đi được không anh? Thì có gì à? 037 037 5311 761. Dạ. Rồi các bạn ai có lòng hộ tâm giúp đỡ thì có thể liên hệ với anh. Thì ở đây là anh tên gì anh? Trì. Anh Trì. Hồ Văn Trì. Hồ Văn Trì. Hồ Văn Trì, anh ở xã Trà Phong. Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh của Ngãi. Dạ. Thì hôm nay em cũng đi lên đây hỏi thăm sức khỏe của anh sau mà 5 năm về về làng thì có hòa nhập với cuộc sống ở đây không. Dạ. Thì chúc cho anh sức khỏe cũng như là gia đình của anh là sức khỏe. Dạ. Bây giờ thì em cũng xin phép đi về. Dạ. Em về nha, em xin phép. Ok, bye.